Cầm sinh, cầm sinh. Cầm để phải ra cầm. Cầm với nam với nữ khác nhau. Cầm với nam thì cần nó vuông và nó hơi vát cạnh này một tí thôi, còn nữ thì cần phải cầm nó phải có cái độ vi lai hơn. Đó. Nam nữ thì kỹ thuật hơi khác nhau chút. Ngẩng lên nha, khum cái môi vào, há. Nhưng mà chỉ khum đấy thôi, há to hàm. Thế đúng rồi. Thế đúng rồi. Đúng rồi. Thế này mới là nới được da cầm này. Bạn nào không có tí cầm nào thì cũng đều thành có hết. Đúng rồi, ngậm lại. Đấy. Da cầm nha. Đó. Cầm là phúc hậu, là có hậu rồi. Có cầm. Cầm là hậu vận đấy cô nhỉ. Khum nè. Này, đúng rồi. Đó, ngậm. Thấy chưa? Nhìn soi gương cái đi. Da cầm. Cười nào, cười to, há, hai bên hàm đây này, nhất là cái bên này nó đổ vào, đây là nó kiểu như hình thang, hiểu không? Vâng. Chỗ này nó phải cung cung ở đây cơ, phải cung cung. Bây giờ chỉ cung mấy ngày.